Thân chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn về kỹ thuật chúng ta ghi hình trên PowerPoint cũng như là chúng ta thuyết minh trên đó. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cái PowerPoint ra và đi vào cái menu là slideshow. Nhưng mà chúng ta không bắt đầu từ slideshow mà chúng ta bắt đầu từ record slideshows. Đây thì chúng ta click trên nó và chúng ta sẽ thấy là start recording from beginning hoặc là start recording from current slide, thì tùy theo chúng ta lựa. Nếu mà chúng ta bắt đầu slide số 1 thì ta click lên đây. PowerPoint sẽ hỏi chúng ta là có ghi chép cả về slide và cái animation, tức là cái biến chuyển trên slide hay không, thì chúng ta trả lời là có bằng cách click trên đó, cũng như là có nói chuyện trên đó hay không, cũng như với lại ghi luôn cả laser pointer hay không, thì chúng ta trả lời là có. Chúng ta start recording. Thì đây thì nó sẽ vào cái màn hình chính và bên góc dưới trái của màn hình thì sẽ có cái hai cái icon ở đây rất là mờ không thấy được, nhưng hai icon mà chúng ta có thể là di chuyển hình tới trước và sau. Kế bên hai cái icon ở cái góc dưới trái của màn hình thì chúng ta có cái lựa chọn, là trong đây chúng ta có thể lựa hoặc là pen để mà chúng ta vẽ trên cái hình, hoặc là highlighter bôi những cái chỗ mà in đậm trên hình, hoặc là laser pointer. Trong trường hợp này tôi dùng laser pointer thì chúng ta sẽ có cái điểm laser mà chúng ta có thể chỉ lên trên chỗ nào của cái hình PowerPoint. Đồng thời ở góc trái trên thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó có những cái icon nhỏ để chúng ta có thể ngừng cái slide này. Chúng ta sẽ thấy trong điều tiếp. Bây giờ dùng cái arrow keys để mà chúng ta có thể là di chuyển từ cái slide này qua slide khác. Đồng thời chúng ta cũng có animation luôn. Nếu mà chúng ta chấp nhận lúc ban đầu là PowerPoint hỏi là chúng ta có dùng cái đó hay không. Đây, giờ kế tiếp. Yeah. Và chúng ta lần lượt chúng ta trình các slideshow theo cái dùng cái arrow key để chúng ta trình bày. Thì cuối cùng chúng ta muốn ngừng thì hoặc là chúng ta dùng cái combination keys giữa window shift và quit. Quit này tức là quit, hoặc là chúng ta dùng cái icon trên góc trái trên của màn hình, cái nào cũng được. Thì chúng ta sẽ ngừng nó và đã chấm dứt cái PowerPoint này. Sau khi chúng ta đã pause cái video của chúng ta thì chúng ta cần phải save, nếu không thì nó sẽ mất. Do đó chúng ta sẽ đi lên cái menu là file, rồi chúng ta save as. Nếu chúng ta save thì cái video mà recording đó nó sẽ đi vào, nó save trong cái PowerPoint. Chúng ta không muốn như vậy, chúng ta chỉ muốn save nó riêng. Do đó chúng ta phải save as và chúng ta sẽ chọn cái folder mà chúng ta cần save và save bằng MP4. Thì sẽ lựa là MP4 đây để chúng ta save. Thì chúng ta sẽ save cái phần này. Đó. Bây giờ tới cách thứ hai. Cách thứ hai thì thay vì chúng ta vào cái menu là slideshow và record slide và record slideshow, thì chúng ta sẽ đi vào cái menu là insert. Thì trong insert này thì có cái screen recording. Thì chúng ta sẽ bấm lên cái screen recording đó.
cái đặc điểm của screen recording này là chúng ta không có record hết cái màn hình của PowerPoint, mà chúng ta có thể record một phần nào của màn hình bằng cách là chúng ta phải select area ở đây, bấm vào và chúng ta sẽ cho một cái khoảng nào đó của màn hình. Dĩ nhiên là chúng ta có thể record tất cả màn hình giống như trong trường hợp cái lựa chọn thứ nhất, nhưng mà lựa chọn này chúng ta có thể chỉ record một cái phần nào của màn hình thôi, thì chúng ta bắt đầu start record thì nó sẽ đếm ngược lại và bắt đầu record. Thì khi mà nó record thì chúng ta mở cái PowerPoint ra và chúng ta có thể tùy thích, chúng ta có thể là cho màn hình hết màn hình, hết cái PowerPoint hay là không hết PowerPoint và tùy chúng ta. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta có thể là record nhiều chỗ khác nhau, hoặc là chúng ta vào slideshow và chúng ta cho từ cái from beginning chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể record những cái khoảng đó của nó, những cái khoảng không gian trên đó. Thì cuối cùng cũng vậy, là chúng ta cũng dùng cái key, combination key là Windows Shift và Q thì nó sẽ đi ra. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà như vậy thì trên cái slide mà chúng ta khởi phát record ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái video nó nằm ở trong cái khoảng đó. Đây chúng ta sẽ thấy đây là cái điều khiển video. Thì chúng ta cũng không đi ra ngay, đi ra ngay sẽ mất. Do đó chúng ta cần phải save cái video này bằng cách là click chuột phải và chúng ta đi đến cái chỗ là save media as này. Thì nó sẽ hiện ra là cái media as này nó là MP4 tương tự như cách thứ nhất, nhưng mà cách thứ hai này thì chúng ta dùng là recording screen hay một phần của screen, trong khi cách thứ nhất là chúng ta recording toàn bộ cái màn hình. Đó là chấm dứt của cái hướng dẫn của tôi về cách ghi hình đồng thời thuyết minh trên PowerPoint.